tàn lửa thôi. Mẹ Việt Nam đau từng cơn sóng ra nhìn đời, người lầm than ngôi khô nghèo nàn, kẻ thiên đi sầu san dối dàn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã hán mà dặn tàu ngang tàn trên quê hương ta. Còn Trường Sa đã bao người dân vô tội trên ngầm ngùi vì Tây du dặn tàu. Người người cùng nhau đứng lên nhắc lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ hay trai giơ cao tay trong quân dặm đường, trong kẻ nhu nhược bát ngát Việt Nam. Người anh hùng nhà trí trẻ Việt Nam, anh là ngọn đuốc sống diều dắt dân tộc Việt Nam ra khỏi ngông cuồng cộng sản. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người mà ta đã tỏ tuổi rồi, hồi cuộc đời ngày sau tàn lửa thôi. Mẹ Việt Nam đau ra nhìn đời, người thật than đời cô nghèo nàn, kẻ thiện quý sầu san dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà dặn tàu ngàn tàn trên quê hương ta. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng con người đi chẳng nề chi, giả thế hay sai do cao tay trong quân xâm lược, trong kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Việt Nam tôi đau, Việt Nam chân thành cảm ơn Văn Văn Nghệ của Hội Đồng Hương và Tăng Hữu Quảng Ngãi tại Florida để trình diễn một tiết mục hết sức là đặc sắc, nhất là nói lên tinh thần yêu nước của người Việt Nam chúng ta trước nạn ngoại xâm. Đừng sao đi chụp lại, đừng lùi lại, đừng lại. Đừng dung là gì, đừng dung lại.